ấy, cũng mong có một tình yêu, cũng mong được hạnh phúc giống như bao người. Tìm đâu ra một nơi yêu thương để có thể viết nên câu chuyện về tình yêu mà anh đã nghĩ suy bấy lâu. Anh chỉ cần những điều giản đơn, chẳng cần những gì xa hoa khi ta sống chung mái nhà. Dù ngày mai tương lai ra sao thì anh sẽ luôn luôn vì nhau để cho em có được trọn vẹn niềm hạnh phúc như lúc đầu. Và anh muốn bước tiếp cùng em đến nơi hạnh phúc muôn trùng, và anh muốn là người đàn ông dù để sau những lá cuối cùng. Và em còn biết không, anh đã sắp xếp tất cả, chờ đến một ngày em nói đồng ý thì anh sẽ giúp em về ngay. Và anh muốn lúc bây giờ đây có thể ôm em trong tay, và người yêu ơi em đâu hay, anh ước mong chỉ có thế này. Một vợ hai con, ba đầu và bốn bánh, đến khi ngày tóc đã bạc trắng ta vẫn luôn thấy yêu đời. Yêu thương thì sống có hóa tâm thương, ngày vui chung
tan buồn phiền, người hãy để anh gánh vác lên đôi vai này. Ngày mai sẽ là ngày mình được bên nhau, ngày mai sẽ là ngày em làm cô sâu. Hai chúng ta sẽ chẳng cách xa, mình về chung mái nhà. Ta cũng hứa rằng sẽ yêu nhau đến già. Ngày mai sẽ là một ngày có em bên cạnh anh từng phút từng giây. Ngày mai sẽ là ngày ngập tràn yêu thương thì sống to hóa tâm thiền. Ngày vui chúng ta, ngày mẹ cha đã hãy để